trời ơi, ủa tổ dân phố góp ý rồi mà tại sao vẫn còn ca hát vậy trời, ồn ào thiệt á. À hay là bây giờ con lấy cặp loa con chỉ ra bên nhà hàng xóm đó rồi mình hát. Không, mình phải hát trả thù mới được nha, cô làm cho. Ôi không có được đâu cô, không có làm gì được, làm cái gì cũng phải có nguyên tắc hết trơn á, đâu phải người ta làm sai là mình làm sai theo đâu. Chắc là anh mới chuyển tới đây cho nên anh không biết. Bình thường á xóm này yên tĩnh lắm. Tôi thấy là anh hát karaoke hơi lớn tiếng một chút xíu. Gì? Lớn tiếng hả? Rồi, để tôi coi lại. Cảm ơn anh. Chào mọi người ạ. Mỹ Linh. Đón xem tập 105 sitcom Ngôi Sao Khoai Tây phát sóng vào lúc 19:55 thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 2019 trên kênh HTV7.